cậu bé Nhật cúi đầu lễ phép cảm ơn tài xế khi được nhường đường. Ở Việt Nam, tài xế kiểu, đi em đi đứng không có mắt à, đâm chết xe ha mày giờ. Ở Việt Nam thì đi bộ toàn phải nhường xe to sang đây muốn nhường nó đi trước mà họ cứ đợi đến BS mình đi thì thôi. Còn tao đang cúi đầu tìm dép. Hồi còn răng tao vẫn hay chỉ mấy con xe tay là anh chị ơi chân trống chưa gạt kìa đó. Mà bây giờ hết răng rồi nên không dám chỉ nữa, bảo toàn cái lợi để còn cắm răng giả nữa. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Lời xin lỗi từ một dân chơi nam thanh niên Zimmer khoanh tay gửi lời xin lỗi tới chị bé heo và cố nghệ sĩ Chí Tài. Đúng là con trai của ta. Sau sự việc này chúng ta rút ra một bài học, dù võ công có mạnh cỡ nào thì cũng không thể cân cả võ lâm. Không có mấy anh can anh kêu đàn em qua chơi mày rồi. Các... các A hiểu lầm rồi, sự việc không như anh nghĩ, anh nghe em giải thích đã. Lời xin lỗi từ một dân chơi nam... lúc đầu cứ tưởng hổ trong rừng ai dè là mèo trong nhà mặt mếu. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nó nhếch môi xin lỗi kìa, lúc đầu. Chân thành liệu có đổi lấy được chân tình? Người ta tổn thương bạn khi bạn cho phép điều đó. Đúng vậy, cái chân giữa của T đã làm đau biết bao cô gái. Anh chị cũng chỉ bình thường như bao người con trai khác, có ba chân, hai chân để đi, một chân dành cho em. Đó là chân thành, nhưng hai chân kia của anh đi chân đất em ạ, à, mơ sao được chân tình từ em. Đổi chân giò không? Tuy không đổi được chân tình nhưng ta lại đổi lại nhiều thứ khác, điển hình như đổi được chân giữa thôi em. Đéo tin.